Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yoga Kim Dung. Việc tập luyện của các bạn đến đâu rồi? Các bạn nhớ kiên trì tập luyện cùng Dung để tạo cho mình một thói quen tập luyện yoga mỗi ngày nha. Bài tập của Dung là những bài tập tổng hợp, nhẹ nhàng, dễ tập, dễ hiểu và có hiệu quả với tất cả mọi đối tượng. Các bạn kiên trì tập luyện cùng Dung để nâng cao sức khỏe, tăng đề kháng các bạn nha. Trước khi vào bài tập, các bạn nhớ bấm nút đăng ký màu đỏ bên dưới để cùng Dung tập luyện mỗi ngày. Giờ Dung mời các bạn duỗi chân trái, gác chân phải lên, xoay cổ chân. Ngồi thẳng lưng lên. Chúng ta xoay tròn cổ chân, khởi động khớp cổ chân. Đan các ngón tay vào bàn chân, vào các ngón chân để khởi động các ngón chân. Xoay ngược lại. Kéo chân lên, nhịp gởi. Hai tay ôm gối bật 5 nhịp. Kéo chân lên, ép gối. Thả lỏng. Mở đổi chân. Xoay ngược lại. Kéo chân lên, nhịp gối. Hai tay ôm gối bật 5 nhịp. Kéo chân lên, ép gối. Thả lỏng, kéo hai chân vào, nhịp chân. Đạp hai bàn chân, ép gối. Nghiêng phải trái. Mời xếp chân luyện thở, gác chân phải lên đùi trái. Gác tiếp chân trái lên đùi phải. Thẳng lưng, hai tay đặt ngửa lên gối. Mắt khép, tập trung tâm trí vào hơi thở bụng.
Hít sâu vào phình bụng, thớt bụng thở chậm rãi. Chà nóng hai lòng bàn tay lên, chà thật mạnh lên. Đặt nhẹ vào mắt, mở mắt và chớp mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. Từ từ mở tay ra, mời vặn cột sống, tay phải úp qua hông trái. Tay trái đặt lên gối phải, thẳng lưng hít vào, xoay phải, thở chậm rãi. Trở về hít, xoay, thở, trở về hít, xoay, thở, xoay cổ, xoay vai, trở về hít. Xoay, thở, xoay thêm. Trở về hít. Xoay, thở, xoay tối đa. Thở hết hơi ra.
thong thả trở về, thả lỏng tay, mở đổi bên, thẳng lưng hít vào, xoay trái, thở trở về, xoay thở trở về, xoay thở, xoay cổ, xoay vai, trở về, xoay thở, xoay thêm, trở về, xoay thở, xoay tối đa, thóp bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay, mở đổi chân, hai tay đan sau lưng, thẳng tay thẳng lưng, ngửa cổ hít sâu, trường dài cuộc sống vừa cuối, thấp bụng thở chậm rầm, ngẩng cổ nâng người lên hít, cuối thở lên ai cuối thở lên ai cuối thở lên ai cuối thở trán mũi chạm sàn, bật tay ca lên, thớp bụng thở hết hơi rầm, từ từ nâng người lên ai thả lỏng tay, thở thẳng lưng, cúi đầu thớp bụng thở, xương cầm chạm xương ức, ai về giữa, ngửa ra sau, thở căng cuốn họng, ai về giữa, nghiêng phải, thở căng cổ bên trái, ai về giữa, nghiêng trái, thở căng cổ bên phải, ai về giữa, xoay nhìn phải, thở liếc hết qua phải, ai về giữa, xoay trái, thở liếc hết qua trái, ai về giữa, cúi xuống thớp bụng thở, xoay bên phải lên trước hít vào, xoay chậm chậm, xoay đổi chiều, mở lớp tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau, tay phải đưa qua, đan chặt, kéo vào hít, đẩy ra thở, nâng lên, hạ xuống, trả về, đổi tay, kéo vào, đẩy ra, nâng lên, hạ xuống, trả về, thả lỏng tay, dùng lực tay đặt cạnh đầu gối, nín thở, nâng người lên, hạ xuống, tháo chân ra.
xoa bóp chân. Mà đứng lên. Hai chân khép sát. Hai tay đang nâng lên, nhấn gót đầy căng lên vào. À, gót và cúi xuống thở sầm. Hít sâu. 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 Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu. Mở hai chân bằng vai, hai tay vươn lên cao. Nghiêng phải thở sầm. Hít sâu. Trái thở sầm. Hít sâu. 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 Thở ra. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu. Thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu. Úp tay vào sau hông, đẩy hông ngã ra sau. Nâng lên, đan tay cúi xuống, mật tay ca lên. Thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Hít sâu. Hít sâu. Thở sầm. Hít sâu. Sầm. Hít sâu. Ngã ra sau. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu.
tấn gói xuống thở rằng hít sâu 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 thở ra giữ lại 5, 4, 3, 2, 1 hít sâu thả lỏng tay thở ra xoay hông. Xoay ngược lại, đứng cách đầu thảm 2 tấc, chân khẽ tay chắp trước ngực, thở hết hơi ra, vươn tay lên cao hít sâu vào, kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra, nâng lên hít vào, trương tới cúi xuống thở ra, khuỷu gối bước chân phải dài ra sau hít vào, hạ gối nhìn lên, bước tiếp chân trái bằng chân phải trường vai tới hít thêm, hạ gối hạ ngực hạ cằm nâng mông thở ra, trường người lên hít vào, nâng lên thấp bụng thở ra. Đẩy tới bước lên bằng 2 tay hít vào, bước tiếp lên thở ra, tay ra cạnh đầu nâng lên hít vào, kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra, nâng lên hít vào, trường tới cúi xuống thở ra. Bước chân trái dài ra sau hít vào, bước tiếp chân phải bằng chân trái trường vai hít thêm, hạ gối hạ ngực hạ cằm nâng mông thở ra, trường người lên hít vào, nâng lên thấp bụng thở ra. Đẩy tới bước chân trái lên bằng 2 tay hít vào, bước tiếp lên thở ra, 2 tay ra kình đầu nâng lên hít vào, kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra, nâng lên hít vào, trường tới cúi xuống thở ra. Bước chân phải dài ra sau hít vào, nâng người lên ngã ra sau thở ra, nâng lên hít vào, bước tiếp chân trái bằng chân phải lật tay phải lên thở ra, hạ tay xuống hít vào,
Hà gối Hà ngực Hà cầm nâng mông thở rầm. Dương người lên hít vào, nâng lên cúi xuống thơ bụng thở rầm. Bật cao chân phải lên hít vào, đẩy tới bước lên bằng hai tay, nâng người lên ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít vào, bước tiếp lên thở rầm. Tay ra kình đầu nâng lên hít vào, kéo căng tay vai ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít vào, trường người tới cúi xuống thở rầm. Người gái bước chân trái dài ra sau hít vào, nâng người lên ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít vào, bước tiếp chân phải bằng chân trái, lật tay trái lên thở rầm. Hạ tay xuống hít vào, hạ gối hạ ngực hạ cằm nâng mông thở rầm. Trường người lên hít vào, nâng lên cúi xuống thớp bụng thở rầm. Bật cao chân trái lên hít vào, đẩy tới bước lên bằng hai tay, nâng người lên ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít vào, bước tiếp lên thở rầm. Tay ra kình đầu nâng lên hít vào, kéo căng tay vai ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít vào, chắp tay hạ xuống trước ngực thở rầm. Hạ tay, mở chân bằng vai, mắt khép hít thở sâu. Rồi chân trái, bước lui chân phải nhón gót chân lên, hai tay đan sau lưng, thẳng tay thẳng lưng, ưỡn ngực hít sâu vào. Trường người tới nâng chân phải lên, thẳng người thân song song với sàn thở ra. Bật tay cao lên giữ lại, 5, hít thở đều, 4, 3, 2, 1, nâng người lên hít vào, hạ tay. Thu chân về thở ra thở lỏng. Bước chân phải lên nhón gót chân trái lên. Hai tay đan sau lưng thẳng tay ưỡn ngực hít sâu vào. Trường lưng tới nâng chân trái lên. Thẳng người thân song song với sàn. Bật tay ca lên thở ra. Siết mông đùi bụng 5. 4, 3, 2, 1, nâng người lên hít vào, thả lỏng tay thu chân về thở ra thư giãn. Hai chân mở rộng bằng tấm thảm. Hai tay úp vào sau hông, hít sâu vào, đẩy hông về trước ngã ra sau thở ra, lần tay theo chân ưỡn ngực chung gói thở ra. Nâng người lên hít sâu vào,
vươn tay lên trương ngươi tới thở ra, cúi xuống hớp sát bụng thở ra, ép sát vào hớp sát bụng thở ra. Nâng người lên hít sâu vào, hạ tay thu chân về thở ra thư giãn. Mời ngồi xuống tư thế kim cương. Mời quỳ lên, mở ngang chân phải gốc vuông, đầu gối với lại cẳng chân là một gốc vuông, giữ hông ngang lại, hai tay đan sau gáy, mở rộng khuỷu tay ưỡn ngực hít sâu vào, nghiêng người qua phải thở ra, trụ từ thắt lưng đổ xuống, trụ chắc, chỉ nghiêng nửa thân trên giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, hít vào luôn tay phải vào trong chân, đan lại với tay trái sau lưng, lọc vai xoay lên thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên hít sâu vào, hạ tay, thu chân ngồi xuống thở ra. Mời quỳ lên, đỡ chân, mở ngang chân trái gốc vuông, hai tay đang sau gáy, mở rộng khuỷu tay hít sâu vào, nghiêng người qua trái thở ra, kéo căng hông phải xoay mặt nhìn lên khớp bụng thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào luôn tay trái vào trong chân, xoay tay phải ra sau đan tay, lật vai xoay lên thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên hít sâu vào, hạ tay, thu chân thở ra thả lỏng. Mời ngồi xuống. Duỗi hai chân về trước, thẳng gối đứng hai bàn chân lên, vươn hai tay lên cao hít sâu vào, trương ngươi tới gập xuống thớp bụng thở ra, trương dài người gập sát xuống thớp bụng thở ra. Nâng lên hít sâu vào, trường người tới gập xuống chân phải thở sầm, hai tay đan qua trong qua bàn chân phải, trường dài người gập xuống thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên hít vào, nâng chân phải lên, kéo chân sát vào thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1, hạ chân xuống, vươn hai tay lên hít sâu vào, trường người tới gập xuống chân trái thở ra, trường dài người gập sau khớp bụng thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào nâng người lên, nâng chân trái lên luôn, kéo chân sát vào người thở ra, kéo sát hớp bụng thở ra. 5, 4, 3, thẳng lưng lên, 2,
Một hạ xuống, vươn hai tay lên hít sâu vào, xoay người qua phải, chùng tay cúi xuống hóp bụng thở ra. 5 4 3 2 1 nâng lên hít sâu vào, xoay người qua trái, chùng tay cúi xuống hóp bụng thở ra. 5 4 3 2 1 nâng người lên hít sâu vào, trường dài người tới gập xuống thở ra, trường dài người duỗi căng 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 hớp bụng thở ra. 5 4 3 2 1 nâng người lên hít sâu vào, hạ tay xuống thở ra, thả lỏng tay chân thư giãn. Từ từ trượt dài tay phải và nằm xuống, lật ngửa trở ra vuốt tóc lên. Đặt hai tay ở dưới mông, úp bàn tay xuống sàn, duỗi thẳng khuỷu tay ra, hai chân khép sát, thở hai hơi ra, hít vào nâng hai chân lên vừa cách sàn xuyên bụng thở ra. 5 4 3 2 1 lên 30, siết chặt cơ bụng lại. 5 4 cầm thu về ngực. 3 2 1 lên 45, siết bụng giữ. 5 4 hít thở đều. 3 2 1 lên 60, giữ. 5 4 3 2 1 lên 90, hít thở và đá tách chân ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và đá tách ngang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hít vào nâng mông lên, chân qua đầu thở ra, úp tay vào đỡ hông, từ từ cho chân qua đầu, cầm thu về ngực hóp bụng thở ra. Hít thở đều. Tay đỡ hông, duỗi chân lên, đứng thẳng lên trên vai, hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một, chân qua đầu. 5 4 3 2 1 úp bàn tay xuống, cuộn từng đốt sóng xuống, chân vuông góc với thân, hít vào, từ từ hạ chân xuống thở ra, ấn khuỷu tay xuống, hít vào đẩy căng lồng ngực lên, ngửa cổ ra sau, đặt đỉnh đầu xuống sàn thở ra, căng cuốn họng vai, mở ngực căng, đưa cầm lên trần nhà, hít thở sâu vào.
ấn khuỷu tay hít vào, nâng đầu duỗi cổ đặt xuống, thở ra, lấy tay ra, thả lỏng tay chân. Hai chân mở rộng bằng vai, tay xuôi theo tầng, thở hết hơi ra, hít vào, nâng tay chân lên cách sàn, duỗi căng 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 căng, rơi tự do, đặt gót xuống, nâng mông lên xin, rơi, đặt mông nâng lưng lên xin, rơi, chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ cầm hướng vào ngực, thắt bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thở lỏng thật sâu, từ ngón chân cho đến đỉnh đầu.
nhúc nhích các ngón tay ngón chân, bàn tay bàn chân. Hai tay đang kéo căng qua khởi đầu, xoay người qua phải, tay phải đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co gối, hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên. Massage trán, massage mắt, massage mặt. Vuốt xa tay phải xuống dưới tầm, ngược lại. Các bạn ơi, bài tập của Dung đến đây đã hết rồi. Dung hẹn các bạn ở những bài tập tiếp theo. Bây giờ Dung xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.